Mình chào các bạn nha, chúc gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ ra cửa biển để mà quay một số anh em ghe tàu lưu thông qua đây cho mọi người cùng xem. Theo như mình được biết thì hôm nay thì cũng có đài báo bão đó các bạn, biển động nữa, với lại gió thì cũng trên cấp 5 nha. Sáng nay thì ra thì nói chung là tình hình gió thì nó cũng khá là ổn các bạn, không đến nỗi mạnh nha. Không biết là trưa thì sẽ như thế nào nha. Hôm nay thì mình sẽ ở đây để mà quay cập nhật cho mọi người cùng xem. Đây thì có một chiếc ghe biển các bạn đang chạy ra khơi nha. Hình như là anh này chở nước đá cũng khá là khẩm rồi các bạn. Sáng nay thì trời rất là trong nha các bạn. Những cái cây bự bự như thế này thì xa xa trên kia thì là đường trụ điện nha các bạn. Mấy cái trụ điện này sẽ kéo qua bên hồ đó các bạn. Anh này anh ra khơi rồi nè. Đây là dàn ba hòn thuộc Kiên Lương, Kiên Giang nha các bạn. Ở trong này thì nói chung là cũng ổn, rồi ra ngoài kia thì mới có sóng hơn nha các bạn. Chiếc ghe biển đang núp ở phía dưới trụ điện các bạn. Trụ điện này cũng rất là cao nha. Một chiếc vỏ các bạn, khá là thẩm nha. Đang đi ra biển luôn nè. Trời ơi, lên đền quá vậy. Chạy máy xe nha các bạn. Wow, ra đây sống muốn lúc mũi luôn trời. Bé là ra phía sau ngồi các bạn, ở phía trước sống nó giỏi chịu không nổi. Khá là căng ha. Trời ơi. Qua bên này sóng lùa mới dữ đấy các bạn. Cái này chạy không quen mà không biết ý chạy thì cũng chịu không nổi thôi nha. Có một chiếc tàu đó là bự các bạn, đang chạy ra biển nha. Quá trời, cái cẩu này khá là cao luôn. Động cơ nghe cũng rất là lớn nha. Không biết xài máy gì nữa mà rất là to luôn. Ghe cào hình như là đi cào đôi á, không biết sao còn chiếc nữa. Ồ, chiếc này ra chạy cũng dữ lắm nha. À, phía trước này anh tăng ga để mà anh vừa cạn nha các bạn. Trời ơi, chiếc này ra khói luôn rồi, mà cạn luôn rồi. Rồi dính đây rồi. Rồi bây giờ nạp ga đi tiếp nha. Wow, trời ơi, luôn kìa.
dữ lắm rồi, những cái làn khói ra kìa, dính đây luôn rồi trời. Đang nạp rất là dữ dội nha các bạn, nguyên bầu trời luôn kìa. Trời ơi, tự nhiên ra đây cái đầu mắc cạn ở đây luôn rồi. Dữ lắm luôn rồi. Trời ơi, kinh khủng chưa. Đây là cả một bầu trời đen thui luôn nè. Quá sự dữ lắm luôn rồi các bạn ơi, đang che lại á. Đang gieo lại nha các bạn, nước ở dưới này nó lên sình luôn nè. Dính đây mắc cạn luôn rồi. Vẫn không nhúc nhích được luôn các bạn. Này chắc phải khéo rồi chứ bây giờ nạp nữa thì nói chung là cũng nặng máy lắm nha, tốn dầu nữa. Nhưng mà ga không thì cũng chưa biết nữa các bạn, hay là đợi nước lớn lên xíu nha. Chiếc tàu đang có dấu hiệu là có thể di chuyển được nha các bạn. Quá trời ơi, ok. Chỉ có cái len trong này là nó hơi cạn thôi, ra ngoài kia thì nó sâu rồi các bạn, đi nó khỏe. Quá khỏe luôn. Ra là chạy bay bay luôn ha. Khi anh ra ngoài này anh đâu mất tiêu rồi, không biết tại đây ra tới ngoài này rồi. Tình hình thì bữa nay sóng cũng không có lớn mấy nha các bạn.
chiếc này ra ngoài này lắc dữ vậy ta.